Đây là hình ảnh chiếc phi quang. Bệnh nhân bị gãy phần 3, xương chày và xương mác, đã mổ phẫu thuật vi đinh ngoại vi. Còn đây là sau hơn 5 tháng, bệnh nhân ra viện tháo đinh ngoại vi. Trên viên chụp thể hiện đường gãy còn hở, vỡ vụn nằm nhiều mảnh. Đặc biệt là hình ảnh của bệnh nhân đang hoạt động tiêu xương và tạo khớp giả. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhìn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 3 đến 4 tháng là xương chày, xương mát của bệnh nhân sẽ can hoàn toàn. Vì ngày trước bệnh nhân bị vỡ vụn, bóc tách, nằm nhiều mảnh, đã được mổ phẫu thuật vi đinh ngoại vi. Sau hơn 5 tháng, bệnh nhân ra viện tháo đinh. Hình ảnh xương gãy đang hiện tượng viêm xương và tạo khớp giả. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhìn xương. Sau khi bệnh nhân điều trị xong, bệnh nhân phải cần thêm thời gian thích nghi và tập luyện mới có thể đi lại, cử động và làm việc được bình thường. Tranh chấp tình yêu nhưng mà... Với tất cả mấy tháng nhỉ? Hôm nay là 6 tháng, 10 vụ. Hôm nay 10 hôm rồi. Mình hôm 12 tháng 5. Dư dinh mấy tháng rồi? Dư dinh hôm nay là được 1 tháng. Làm này làm kiểu như là cái máy cắt ấy. Được sạc cái xong nhanh nhiều càng cứ vào kiểu như máy cắt gạch dọc này lâu tí mình an toàn đùa tí trên mạng mấy ca nhìn anh bỏ đi như này này thì có phải xuống làm mấy lần không? Chỉ làm một lần đấy thôi. Cứng bộ này để giữ cho mình đi lại chống, nó đi lại nhưng mà độc cái này nó chịu lực, không phải là chân mình chịu lực đâu. Chống chịu, chống được sao? Không như thế thì không như thế này, về không nhảy ra, lẽ chuẩn bị chung kết rồi thì nó làm sẹn cái. Như thế này. Không. Nhiều tầm tối à, có chụp ảnh trên. Sao nó nặng thành rồi? Nóng.
anh chắc em con em đây. Nhưng chân nghiêng ạ. À, nhiệt nổ thế là sâu nhé. Đẹp trai làm chứ người yêu. Là cái chân người yêu bỏ lại cả. Ủa, cái chân người yêu bỏ. Ủa, giời ơi. Dấu hiệu của cái chân thì nó sẽ tốt những cái chuyện này chuyện kia rồi. Dừng ngay. Dừng ngay. Ngay đó. Biểu hiện của anh này là cái chân người yêu bỏ luôn. Cái chân người yêu bỏ luôn. Nhiều ca em làm thế mà. Còn mình anh đâu. Ở nhà nghe giới thiệu em 1-2 lần em thấy nhá. Ừ. Năng 10 ngày là năng gấp cổ chân gấp cái cơ hội cho em nhá. Không cứng mất khớp lại nhá, năng đang cứng khớp mà nhá. Rồi hơn tháng sau thì hàng ngày bỏ nẹp cái ngâm lá lốt này, ngải cứu này, xương sống cần mà không có cúc tần thì thay bằng lá chè tươi nhá. Ngâm chân bằng lá chè tươi chị. Thế này là bà là không phải thuốc rồi. Có thì nhiều thuốc rồi thì đây là một miếng nhiều anh điều trị phải 3-4 tháng khoảng hoàn toàn thế này được. Cái này là có thể bỏ ra để nguyên trong vòng 2 miếng rồi 2 tháng thì có đẹp được nhất thôi đấy chị. Chào nhé. Hôm nay em xuống em ghi hình của anh một trình ngày trước anh bị gãy đầu trên xương chè xương mát và tập tác nhiều. Ngày trước anh biết định được mấy tháng chưa ông Nghiền? Hơn 6 tháng. Trước ông Nghiền này thì hình ở viện là tháo đinh ngoại vi ra là bó bột trò thế này ghép xương đúng không?
Sau khi về Phước anh bỏ thuốc được mấy tháng thì anh đi lại được mày, xương anh tan. Em bỏ được 3 tháng. 3 tháng. Anh đi kiểm tra phim này, xương là can thế nào? Em đi kiểm tra thì bác sĩ bảo can tốt. Can tốt đúng không? Thì anh đi lại em vòng đến kịch trường với em. Vâng. Về nhà thì tiếp tục hướng dẫn em nhé. Một thời gian phải đang cho anh đi hình lần 2 để hoàn thiện hình ảnh của anh đi lại được hoàn toàn bình thường rồi. Bây giờ anh đi lại bình thường rồi, chân hơi yếu. Thêm một thời gian tập luyện mà anh bánh về nhà anh đang đạp xe đạp cho em nhé. Em cảm ơn anh nhé, quay cho anh khỏe nhé. Cảm ơn anh nhé. À, vâng em, chào anh. Hôm nay nhà thuốc xin thiệu đến các bệnh nhân về một ca điển hình của gáy dập nát 1/3 dưới, xương chày và xương mác. Sau khi bệnh nhân đã mổ phẫu thuật viết đinh ngoài, các đại bệnh nhân mổ phẫu thuật ghim đinh gáy 1/3 xương mác. Qua hình ảnh chụp X-quang kiểm tra định kỳ sau hơn 3 tháng, trên phim thể hiện hình ảnh xương chày, đường gáy vỡ vụn dập nát di lệch để ở trong. Vì hiện tại bệnh nhân mổ được hơn 3 tháng nhưng xương không liền. Trình ở viện là tháo đinh ngoại vi, sau đó bó bột cho bệnh nhân. Chờ một thời gian vết thương ổn định, sau đó bệnh nhân sẽ ra viện mổ phẫu thuật để ghép xương. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc. Nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhìn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 2 đến 4 tháng là xương chày, xương mác của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Sau đó bệnh nhân cần thêm thời gian tập luyện là có thể cử động, đi lại, sinh hoạt và làm việc được bình thường. Bác mổ về vi tinh ngoại vi này, người xương chày và cái đập này, cái đinh ngoại tủy này, cái đinh ngoại tủy này là được bao thời gian rồi? Cái ngành của bác bị gãy đầu, rửa xương chày và xương mác nhé. Xương chày của bác là đường gãy dập nát rất là nhiều. Xin nói chuyện là bộ có bột này tinh một thời gian để đi ghép xương đúng không? Hôm nay bác đến là thuốc cháu cho cái đập cắt và thuốc uống nhé.
Trước tiên cháu đắp nút bác khỏi phạm hội tính ra trước. Năm nay bao tuổi nhỉ? 28 tuổi. Quê bác ở đâu? Quê ở Nam Định, nhưng mà hiện giờ... Bác ở tháng Nam Định? Các đi đâu mà về chân này? Ở quê em Tết đấy, từ dưới Nam Định nghĩ là dưới quê nội đi lên quê ngoại hai Tết. Xe ô tô taxi đến tâm trực diện và đi vào thị trấn Cổ Chiên. Công việc Nam Định, nên chỉ có nhiều bằng chiều. Tôi nhìn là tôi tin, không nghi ngờ gì cả.
con nó lại cứ dở cái chỗ bệnh viện tăng những chỗ bị phồng ra bị rộp cái đấy thì tăng ảnh ấy có thật tùy theo thầy bó thầy có trình độ ấy có phải biết thương hở nó phải chừa ra hay cho uống thuốc trước. Đây là nghề là chuyện chắc là cũng đi học thêm chứ học về xem phim, làm nhiều ca mổ ấy, hoại tử dò thì có nắp cái bình dược thì có chừa cái mổ ra thì cái dò ra dâu là không cho đi bó. Con trai là đi bà nó. Sao đến tận hôm qua từ bệnh viện gọi về nó bảo chưa lên là mọi thứ bệnh rồi. Con cũng chỉ lo liệu xem thế nào. Nên cái việc này phải là thật chứ không có phải là ảo như những chuyện hoang đường khác. Có cái gì để đánh giá thì từ lúc cháu bó vẫn còn đinh, không đi được xương nề, vết thương nó mổ ở đây. Sau này nó bị bình thường, nó lấy mảnh lên, thế này. Thế xong đến cái lần cuối thì đến tận nhà. Đúng rồi. Cháu đến nhà bác một hai lần. Theo dõi chăm sóc bệnh nhân suốt quá trình. Suốt quá trình của tôi đấy. Thế thì làm sao mà lại không có được tin cậy? Thì cái ông trên với cái bạn đấy, bạn ông già già đây. Cái tổ quay ngày ông có linh này. Cho ông theo cái khảo linh này. Không, nó đơn giản thôi. Bây giờ kinh lắm, đắp xong rồi nó thối suốt trong thời gian đấy, kinh khủng luôn. Mà cái nặng của xe lán, xong rồi nó đi lên đấy gọi được bó, hai lần xong rồi. Cái này thì, một ngày thì bác giới thiệu cho ông bác thuốc, giới thiệu ông hai lần thôi nhé. Giữa trắng kinh thôi, giữa trắng kinh
Mai xương liền rồi bác rút ra mà. Rút đơn giản. Cái găm linh à. Cái đấy nó chỉ gá vào nó chứ nó có cái gì đâu. Đúng rồi. Bắt vào đâu rồi. Tích ra là rút ra này bột khô cứng. Cái này nó bột thủy tinh. Bột cao, bột cao. Xương nó chọn được đúng chỗ. Thank you.
chân là bốn hôm á. Hai kia này. Đây là bó để cháu sao này nhé. Các mình gầy ba rửa chân chày cũng mát nhé. Bác trực tiếp vào đây. Nào giới thiệu cho hai lần đấy nhé. Hai lần được bằng đây. Hả? Mua hả? Cả hai. Cháu gắp vào bốn lần bít siêu lên được mà không cần nếm siêu lên được. Bác này xong rồi nhé. Bác cho bác vị trí. Chúc bác chống cùng. Thì cháu các thức uống có làm xong. Con chào bác ạ. Hôm nay con sang cái hình ảnh của bác. Ngày trước bác bị gãy 1/3 xương chày và xương mát sau mổ thuật vi tinh ngoại vi. Nâng ngoài xương liền và còn nhạch nhiều. Từ đó ngày trước là bác bó mấy tháng nhỉ? Chữa ở bệnh viện là 4 tháng rồi, sau đấy thì là bó ở nhà thuốc là 4 tháng. Vâng. Bây giờ con đi lại tốt chưa? Bây giờ là đi được, bỏ bác hết nặng. Bác đuổi ra gấp vào đây con. Đuổi ra gấp vào. Gấp hẳn vào. Đuổi ra. Gấp vào. Đuổi ra. Gấp vào. Bên mổ của bác này, xoay chân rồi đó. Bên mổ của bác là liền xeo nhá. Bây giờ bác đi lại thì hàng ngày bác đạp xe đạp được bao nhiêu cây số? Đạp xe trong vòng khoảng cứ đạp một nửa tiếng đồng hồ liên tục. Phải được 3-4 cây. Vâng. Con đi cho con một vòng dài đằng kia nhá. Dạ, con đi dưới đường nha con. Xe 04, xe đã vào chuồng. Đây là thuốc sáng ghi hình, hiện tại bệnh nhân đã đi lại hoàn toàn bình thường nhỉ. Xe 18, xuất phát. Xe 03 lỗi tốc độ. Xe 02 không lỗi tắt máy. Mình đi hoàn toàn bình thường. Chúc mừng thành công xe 04. Thưa bác ơi, bác quay lại con. Xe thao lỗi đổi số.
một thùng đã học. Đi, bác đi con một vòng ngắn đây nhá. Một vòng ngắn đó. Đi quay lại. Vâng, bác đi quay lại một vòng ngắn đó cho con. Thưa bác ạ, hiện tại bệnh nhân đi lại là hoàn toàn bình thường nhỉ? Một ngày trước bác bỏ nán bao nhiêu thời gian bác đi nạn được? Bắt đầu bỏ khoảng một tháng ấy là đã bỏ một bên nạng ra đi bằng một bên nạng được rồi. Dạ vâng. Thế là sau đấy thì là cái bàn chân thì nó có hơi tê đi thì nó không được thật chân lắm mà vẫn tập vẫn đi được. Dạ vâng. Hôm nay con sang hình của bác là bác đi lại bình thường nhé. Thay mặt là thuốc con cảm bác cho con xin rút chút thời gian để con ghi hình lại quá trình ngày trước bay gánh ba dưới xương chày và xương mát. Sau mổ thuật vi tinh ngoại vi những xương còn mát còn phi lệch và còn đặc biệt là xương chày đi lệch 2/3. Mổ bác xương này bác đã chụp phim là xương can chưa? Cái lúc mà mổ xong là người ta đóng đinh như thế, tháo đinh ra thì nó xương vẫn rời ra. Vâng, đúng miệng, đúng miệng. Đến nó rời hẳn ra đến khi mà bó bột, sau 4 tháng bó bột thì là nó mới hơi chớm can đầu xương vào được một tí. Dạ. Thì là biết nhà thuốc qua trên trên điện thoại này thì là mới tìm đến nhà thuốc, thì nhà thuốc bó cho thì sau. Thực ra là có 20 ngày sau ấy là đã đứng được xuống đất là để bước được đi. Dạ, vâng. Bằng nạng. Dạ. Còn chính thức là bỏ nạng ra là đi được bằng một nạng ấy là sau hơn một tháng. Dạ, vâng. Thì là khi mà bó thuốc vào thì nó chuyển biến rất là nhanh mà cảm thấy là nó đỡ bị đau bị nhức như là cái khi mà bó bột. Dạ, vâng. Bó bằng cái nẹp bó thuốc này thì nó đơn giản hơn, nó dễ chịu hơn, nó thoáng. Vâng, vâng, mới gom dài này bác là tốt rồi. Là kết hợp với là ngâm lá như nhà thuốc tặng đấy. Dạ. Chuyển biến cũng nhanh. Vâng, vâng. Ngày nay con sang ghi hình thì con cảm bác nhé. Vâng. Chúc bác nội khỏe nhé. Vâng, vâng. Cũng chúc nhà thuốc là cứu giúp được nhiều bệnh nhân hơn nữa. Dạ vâng, vâng. Rồi tốc độ. Con cảm bác. Vâng. Rất là cảm ơn nhà thuốc. Cũng may mà gặp thầy gặp thuốc là nhanh. Dạ vâng. Cái trường hợp của tôi là hàng xóm láng giềng đến thăm đến chơi là bảo là quá nhanh đấy. Dạ vâng. Mà ở cái lứa tuổi của tôi là rất khó liền, chậm liền nhưng mà liền được. Chúc mừng Hồng Kông. Rất cảm ơn nhà thuốc. Dạ vâng, con cảm ơn. Trước khi nhà thuốc điều trị gấy chập nát một ma trên xương chày và xương mát, sau khi bệnh nhân đã mổ cố định vít đinh ngoại vi, trên phim chụp kiểm tra định kỳ mới nhất của bệnh nhân thể hiện xương chày bệnh nhân đường gây còn hở di lệch để ở sau, còn xương mát gây vát di lệch để vào trong.
Vì hiện tại bệnh nhân mổ một thời gian, xương không liền, dẫn đến hiện tượng viêm xương. Trình ở viện làm mổ tháo đinh ngoại vi, chờ một thời gian cho vết thương ổn định, sau đó sẽ ra viện mổ phẫu thuật để ghép xương. Hôm nay bệnh nhân về với nhà thuốc, nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhuyễn xương. Tiên lượng điều trị khoảng từ 2 đến 4 tháng là xương chày của bệnh nhân sẽ liền hoàn toàn. Vì hiện tại khớp gối bệnh nhân đã cứng rất là nhiều, nhà thuốc sẽ kết hợp thuốc đắp và thuốc uống nhanh nhuyễn xương. Sau khi bệnh nhân điều trị xong quá trình là có thể đi lại, cử động, co, duỗi, khớp gối và làm việc, sinh hoạt, mọi thứ được bình thường. Anh mổ trên này bao thời gian rồi? Thế này của anh bị dập vào nắp đầu trên chân chày và xương mạc nhé. Là cái đi ngoại đi. Anh tháo đinh được bao nhiêu thời gian? Tháo đinh được gần tháng. Thế đinh ở viện là mổ để ghép xương đúng không? Đinh là mổ lại nhé em. Lại. Chưa chưa. Trước khi lắp thì anh nghiêng chân. Hàng ngày anh mua nghệ cho em từ đây nhé. Xuống bàn chân cho em, các bàn chân cho em nhé. Mua nghệ tươi. Nghệ tươi. Phải giá ai thì thấy bôi. Giá là bôi nghệ vào. Bôi khắp bùi hay là bôi được không? Từ xuống bàn chân đi mà. Bôi khắp cả dạ. Quanh chân á. Đúng rồi. Ngày nào như thế. Ngày nào như thế. Đây họ mổ ra nào ghép xương. Ghép ít đi. Ghép ít tay nhưng mà thật sự lắm. Mấy người mổ mấy nặng giá liền xương. Mổ là thật sự tốn kém. Đây có biết đâu ông nọ mới nằm cứ mày mò trên cái điện thoại này cái nhảy quay rồi xong rồi ấy bảo thích thì xem cái sau này thì đâu đi xem nhiều các cái clip rồi à thấy anh chữa những cái kha rất phức tạp mà có thể bỏ có bệnh phải tự nhiên đi tìm thầy cứ đi viện này thì mỗi mồm tiền toàn tiền chục mấy chục triệu chữa chân này hơn 100 triệu ra nhỉ cả tay cả chân mổ về đi bó đâu được không? Đấy bó nhà ông quý ở Hoài Đức đấy nhưng mà không ăn thua. Này như này cũng vậy nhá, chân này nhá, đó, đặt cái này này, như đây này, như đây này. Thì ngày thứ 2 đến 4 tháng mà anh khỏi hoàn toàn nhé. Em được theo những cái điều của anh nhé, phải quay từ đầu đến cuối. Lúc anh đi lại được, sau khi đi được, sau này anh còn chắc được cái nhà cơ. Được quá, yên tâm. Chân của anh hiện mổ để ghép thôi. Nhưng mà em sẽ bó tầm thứ 2, thứ 2 sẽ can hoàn toàn nhé. Đi lại sẽ bình thường. Và đây là kiêng chó cho em nhé. Tay này đắp 3-4 miếng là can hoàn toàn đó. Tay của anh đang can tốt là chưa can hết đâu. Xương tay thôi thì bổ trợ thêm tí vào nhé. Lần nào phải bó. Anh chị đi lên đi nhé. Nghiêng cái mổ tay rất là đẹp nhé. Em đắp trực tiếp vào đây. Khi đắp thì anh quấn cho em vài tờ giấy này. Cái này thì anh có tốt về đi đắp lấy. Được đắp lấy. Thay nhưng mà mấy ngày thay. Năm ngày một miếng. Cái này thì về 1 tháng các bạn tập đi nhiều em nhé. Chúng ta xuống. Bây giờ vẫn tập đi. À, đi đi nang. Nhưng mà bây giờ em hỏi anh là bây giờ bó thuốc này về mình vẫn đi nặng bình thường nhỉ? Vâng. Nhưng không được chống chân xuống. Vâng. Nhá. Xong rồi anh bó 1 tháng anh chống chân được. Bây giờ anh chống chân anh gầy xương ngay. Cái xương này liền đâu? Không, em vẫn chống chân vẫn đi nặng. Đi thì đi một chân đúng không? Chống một chân đúng không? Chống một chân chuối bên kia, chân bên kia. Đúng rồi, chân này cũng chưa chịu được. Chỉ giá thôi.
khớp. Này thì tầm độ 15 ngày 20 ngày là căng hoàn toàn rồi. Nhưng riêng chân này tầm 4 tháng. Đi đi ngoài ngoài vi này mà anh đến có luôn thì nhanh à? Vâng. Đi làm quân cho thì trước này là em đắp cả uống này, điều trị từ 2 4 tháng anh khỏi hoàn toàn nhé. Thế là bình thường. Hôm nay anh đến anh quay cái clip lần đầu, còn sau vài lần sau em quay anh nghe lại được. Được nhé. Chào anh nhé. Chào anh ạ. Hôm nay em sang quay hình ảnh của anh. Thứ nhất về quá trình ngày trước anh bị gấy 1/3 trên xương chày, tức là bướm bắp chày, và ảnh hưởng gấy cả xương mác nữa. Từ đó anh đi lại và làm việc bình thường chưa? Tôi thì từ ngày đến nhà thuốc của anh thì đến bây giờ cũng được vài tháng rồi, thì cũng đi lại được và cũng anh, làm được các cái việc nhẹ. Anh bạch quần chưa? Bạch quần đi. Đó, bạch quần đi. Này vết mổ của anh quánh đi bên kia. Đấy, vết mổ của anh là bình thường, anh gấp ra gấp vào đây. Rồi ra gấp vào. Rồi ra gấp vào. Đứng lên ngồi xuống đi cho anh. Đứng lên ngồi xuống được. Anh đứng lên ngồi xuống cho em. Đứng lên ngồi xuống. Ngồi xuống. Đứng lên. Ngồi xuống. Đứng lên. Rồi. Cái chân này thì nó chưa gấp được như cái chân kia. Ừ, bình, anh đi cho em một vòng dài qua cái xoan cái nhá. Đấy. Đi lại, đi trên chân cho em. Đi trên đường cho em nhá. Anh nhà này cũng khá tốt đấy. Hiện tại bệnh nhân đi lại là bình thường nhỉ. Hôm nay nhà thuốc sang ghi hình thực tế. Bệnh nhân ngày trước đã bó một số thầy nang nhưng sức không liền, vì bệnh nhân là gấy dập nát và vỡ vụn mâm chày đầu trên xương chày và xương mác. Sau mổ thuật vít đinh ngoài nhưng lâu ngày xương không liền. Trình ở viện là tháo đinh ngoại vi để chờ một thời gian để ghép xương. Nhưng bệnh nhân không muốn mổ, là về nhà thuốc điều trị một thời gian. Hiện tại nhân đi lại hoàn toàn bình thường rồi. Huy Anh ơi! Anh đi chăm một tí anh ơi. Đi chăm một tí này, dịch này. Đó. Hàng ngày anh đi bộ xe đạp được mấy cây? Đi xe đạp được 4-5 cây cũng được. Dạ vâng. Xe đạp đi vô tư. Dạ vâng. Anh ngồi ghế đây. Ngồi đi lại là tốt nhá. Anh cần thêm thời gian tập luyện là anh quay mặt đây. Anh dưới ra các vào nhá. Dưới ra các vào. Các vào, dưới ra. Các vào, dưới ra. Đi lại này là bình thường, nhưng anh cần thêm thời gian tập luyện là anh đi bình thường nhá. Ngày trước là anh bị tai nạn đúng không? Anh bị tai nạn thì anh đi mổ viện nào? Mổ ra thẳng viện 408. Dạ vâng. 408 thì sau khi mổ về anh có điều trị ở những đâu không? Mổ về thì tôi mổ 408 rồi họ cho về tuyến tỉnh. Dạ. Năm 10 ngày thì là tôi đi về nhà. Dạ. Nhà sau đó 12 tháng thì đến nhà nhà thuốc của anh đấy. Dạ vâng. Trước đó anh có điều trị ở những đâu không? Cũng có một số nơi rồi nhưng mà hiệu quả đó. Chân thì thực ra là nó vẫn còn yếu thì vẫn tập tới. Anh cần thêm thời gian anh tập luyện, sau anh quay lần hai.
ra sẽ đi lại bình thường nhé. Thuốc bóp em cho anh thì vừa ra anh bóp bình thường cho em nhé. Và là thuốc thì em cảm ơn anh và chúc anh gia đình khỏe nhé. À, là một chút thời gian buổi trưa này cho em xin hình ảnh. Vâng, em chào anh nhé. Chúc anh chóng bình phục. Nhà thuốc sẽ giúp đỡ được nhiều những người gặp hoạn nạn. Dạ, cho người ta khỏi bệnh. Dạ vâng vâng, em cảm ơn anh nhé. Vâng vâng. Thì quan trọng nhất là người bệnh người ta khỏi, người ta rất mừng. Dạ vâng, thì em ghi ngày thực tế anh lúc đầu điều trị và sau là anh nghĩ lại ngày tốt rồi. Cái này thì nó thực ra là gãy chân này là nó rất khổ. Dạ vâng. Nếu không gặp thầy gặp thuốc thì nó rất mệt. Dạ vâng. Tốn kém nhiều. Thì dạ, tôi mới đi mổ viện tốn kém nhiều. Dạ vâng. Rất nhiều tiền. Anh nghĩ lại này là mức độ này là tốt rồi. Đấy, bây giờ tôi nghĩ là bây giờ thôi mình trước mắt mình cứ đi lại được cũng đã là mừng. Thế còn làm thì mình phải làm việc nhẹ thôi. Đúng rồi, thích đi dần dần anh ạ. Thế sau này mà sức khỏe nó yếu đi thì mình cũng chỉ làm những cái việc nhẹ thôi. Dạ vâng. Thế nào cũng... Anh cần thêm thời gian tập luyện, một thời gian sau em ghi hình ảnh là anh sẽ đi lại bình thường nhé. Ừ. Còn em chào anh nhé. Rồi. Vâng ạ. Em chào anh ạ. Hôm nay em sang quan hệ hình ảnh của anh về quá trình ngày trước anh bị gãy vùng ba xương chày và xương mát cổ sau mổ gần lâu ngày xương liệt. Từ đó anh khỏi được bao nhiêu tháng nhỉ? Từ khi tôi gãy chân đến nay thì nói về khỏi thì nó khỏi được 6 tháng rồi. 6 tháng. Thế tại anh làm việc bình thường nhỉ? Bây giờ thì đi làm việc, đi lại xe máy, xe cổ, xe đạp bình thường. Vâng. Hôm nay em sang quan hệ hình ảnh anh em một con trai này đi nhé. Đi đường kia. Hôm nay nhà thuốc sang ghi hình của bệnh nhân. Cho nên bệnh nhân đã khỏi được gần 1 năm rồi. 6-7 tháng rồi. Thì nạn nhân đi lại hoàn toàn bình thường rồi. Nhà thuốc sang hoàn thiện hình ảnh từ đầu đến cuối. Hình ảnh thực tế của một bệnh nhân xưa của nhà thuốc. Hình ảnh rất là tốt. Không có lệch một chút nào nữa. Trước bệnh nhân này gãy xương rất là nặng, điều trị một thời gian không hiệu quả. Sau bệnh nhân về nhà thuốc, nhà thuốc đắp thuốc, đâu nhìn xương của bệnh nhân đi lại hoàn toàn là bình thường, rất là tốt rồi. Thank you.
anh mới đến đấy. Anh đi lại là bình thường chưa? Hàng ngày anh đi làm mấy xa, mấy chục cây? Tôi đi xa 20 cây, nói chung là đi lại thì nó bình thường thôi, chỉ có cách là... Hàng ngày anh làm ngày. Tôi thì lao động do đi phá rỡ rồi đi đào móng nhà rồi phá cọc bê tông rồi là... Ngày nào cũng làm việc làm được đó. Bây giờ thì đi làm được rồi. Vâng. Hôm nay em sang cái hình thì mức độ anh đi lại được tốt rồi, làm việc đi làm hàng ngày thì tốt rồi nhá. Thay vì là thuốc thì em không phải đòi hơn. Chân lao động suốt đời mình đi lại được là đi lại là một chào anh nhé.